Rồi, hôm nay là mùng 1 Tết nha. Nay ba bé cô ghi nè, Khánh Minh Lao là lỗ tai đứng hết rồi nha. Đó, cái bé đang đứng lên sủa bên tay phải á, là bé cái. Hôm qua là cái lỗ tai còn, hai cái lỗ tai còn cụp xuống ha. Hôm nay là đứng lỗ tai lên rồi. Còn bé bên đây là bé đực mà nha. Bé bên tay trái hiện tại nè, còn hai bé bên tay phải á, ở giữa với bên tay phải là bé cái, hai bé cái ha. Ba bé Fuji. Mọi người có thích bé nào á, thì liên hệ với mình ha, để biết thông tin về bé ha. Ngày mai mình sẽ chích ngừa care mũi 1 cho mấy bé. Sủa dữ lắm.